nhé. Hôm nay Lalifa lại xuất hai con máy, một con máy ép khoảng 50-60 kg một giờ, và một con máy lọc 2 màu vàng. Thì đấy, như anh em thấy này, máy ép là cái bã rất là khô, và hiện tại là chủ nhà đang ép lại đỡ phộng, còn đây là máy lọc. Đấy, sau khi ép xong trông dầu thế thôi, nhưng mà lọc ra nó rất là trong luôn, trong y hệt như là dầu công nghiệp mà các bạn hay mua đấy, dầu rất đẹp. Đây là lạc. Các bác này thì bác phải trộn thêm một ít cái bã mà vừa mới ra ấy, vừa mới ép xong để cho nó kiểm dầu. Đây là vắt khí, lọc dầu nén khí anh em nhé, em thấy không, màu trong vắt, màu vàng gương. Anh em nào muốn tham khảo máy ép dầu thì có thể liên hệ Lalifa nhé.